Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Đan trường hôn vợ ngọt ngào trong ngày cưới ở Mỹ Chiều tối nay 9 tháng 2, Đan Nguyên và bà xã Thủy Tiên nữ doanh nhân việt kiều đã chính thức tổ chức lễ báo hỉ hai bên gia đình và bạn bè thân thiết ở việt nam cũng giống với hôn lễ ở san jose mỹ tiệc cưới ở khách sạn continental sài gòn phủ đầy hoa trắng cùng ánh nến lung linh trước khi bước vào làm lễ cô dâu chú rể đã mang đến món quà lãng mạn dành tặng quan khách chính là mv bến bờ hạnh phúc do cả hai cùng diễn xuất và hát nếu tiệc cưới có đầy đủ bố mẹ đan nguyên thì phía gia đình thủy tiên chỉ có phụ thân về Việt Nam cùng cô. Tuy nhiên buổi tiệc vẫn diễn ra với đầy đủ nghi lễ trong không khí ấm cúng. Có lẽ đây chỉ là ngày báo hỉ nên anh bo khá dạng dĩ và liên tục hôn cô dâu thủy tiên vốn là người kín tiếng, sống giản dị nên đan nguyên không muốn tổ chức quá ồn ào mà chỉ làm bữa cơm thân mật bên mọi người. Được biết số lượng khách mời tham dự đám cưới lần này của Đan Nguyên khá hạn chế. Ngoài người thân trong gia đình thì anh Bo chỉ mời người thân hai nhà, bạn bè thân thiết và khoảng 20 đồng nghiệp đến dự như Nu Phước Thịnh, Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vi, Tim, Trương Quỳnh Anh, MC Trấn Thành. Tôi biết anh Nguyên được gần 10 năm rồi nhưng chính thức quen nhau thì khoảng một năm thôi vì cuộc sống và công việc của cả hai khá là khác so với nhiều cặp tình nhân nên cách tỏ tình cũng khác luôn điều này xin cho tôi được giữ bí mật vậy cười tươi nhưng có một điều tôi đặc biệt ấn tượng đó là vào ngày sinh nhật của tôi khi đó tôi đang ở bên mỹ còn anh nguyên ở việt nam anh nguyên đã làm tôi cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được một bó hoa thật đẹp kèm theo tấm thiệp với lời chúc rất ý nghĩa sau này vào mỗi dịp lễ hay sinh nhật, anh Nguyên đều gửi hoa kèm theo những tấm thiệp cho tôi. Tuy là một ca sĩ luôn được các fan tặng hoa nhưng anh Nguyên luôn tự mình đi chọn và mua hoa tặng cho tôi thay vì nhờ nhân viên mua giúp, điều đó khiến tôi thấy vui và cảm động. Anh Nguyên sống tình cảm và có một tấm lòng đáng quý đó là rất thương người. Đối với gia đình, bạn bè, các fan và đặc biệt là những người có hoàn cảnh kém may mắn anh ấy đều dành một tình cảm chân thật chính vì ưu điểm này của anh đã khiến tôi đồng ý theo anh ấy suốt cả cuộc đời tôi luôn tin rằng một người đàn ông có được đức tính đáng quý như vậy anh ấy sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ bé của mình đây chắc chắn không phải là nhược điểm của anh trong công chúng mà ngược lại tôi tin rằng anh nguyên có được sự thành công trong lĩnh vực nghệ thuật và luôn được khán giả yêu thương bởi chính tính cách chân tình hiền lành và không biết tranh đua với đồng nghiệp có quá nhiều tin đồn về cuộc hôn nhân của anh chị có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi vì đã yêu người nổi tiếng cũng có chứ tuy nhiên có trải qua nhiều sóng gió thì mình mới biết chân quý tình cảm vợ chồng hơn nữa cuộc đời mà không có gì là hoàn hảo cả huống chi là hôn nhân. Quan trọng là tôi và anh Trường sẽ cố gắng hơn nữa để có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống để giữ gìn hạnh phúc của mình. Đó có phải lý do chị vẫn một mực tin chồng khi anh có dính scandal tình ái với một fan nữ trước đó, đã là vợ chồng thì điều quan trọng cần có là sự cảm thông và tin tưởng. Mỗi một sự việc xảy ra, tôi luôn nhìn ở nhiều khía cạnh để có những quyết định đúng đắn nhất với chuyện của anh nguyên cùng với một fan trước đó đối với tôi thì đó là chuyện quá khứ của anh ấy và nếu là quá khứ thì tại sao chúng ta lại phải bận tâm làm gì tôi không muốn nói tới mà chỉ cố gắng cùng anh nguyên giải quyết và hướng đến tương lai gặp nhiều chứ nhưng có một câu nói của phương Tây, yu to be friend than an nghĩa là thà là làm bạn chứ đừng làm kẻ thù và tôi luôn lựa chọn làm bạn với các bạn ấy ngay cả những fan không thích mình. Tôi nghĩ nếu mình thật lòng và biết thông cảm với các bạn thì một ngày nào đó họ sẽ hiểu và làm bạn với mình thôi. Rất may mắn cho tôi khi anh Trường luôn nói tốt về tôi với các fan để mối quan hệ giữa tôi và các bạn được tốt đẹp. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các fan của anh trường dù các bạn chưa từng gặp mặt tôi nhưng đã dành tình cảm cho tôi trong suốt thời gian qua những chuyện không hay đã qua với chồng và bản thân mình chị rút ra được điều gì để bảo vệ cuộc hôn nhân này phải nói là cuộc hôn nhân của tôi và anh nguyên đã trải qua rất nhiều sóng gió tuy nhiên được là vợ chồng với nhau đó không đơn giản là duyên số nữa mà là định mệnh thì đúng hơn đối với tôi hai tiếng vợ chồng rất là cao cả và khi có những chuyện không hay xảy ra nếu chúng ta biết tin tưởng trân trọng tình cảm và tình nghĩa vợ chồng thì ơn trên sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả bên cạnh đó cũng cần phải có sự cố gắng và kiên nhẫn nữa hai vợ chồng sống xa nhau đến nửa vòng trái đất Vậy điều gì giữ lửa cho cuộc hôn nhân này? Đó là cùng nhau nhìn về một hướng. Tôi và anh Nguyên luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và cùng nhau phấn đấu thực hiện để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc sau này. Ca sĩ Đan Nguyên tiết lộ có thể năm sau vợ chồng anh chị sẽ sinh em bé, ý chị thế nào? Tuy năm nay tôi không thể đón Tết âm lịch cùng chồng và và gia đình chồng nhưng tôi thấy rất hạnh phúc vì đây là cái Tết đầu tiên mình có được một người bạn đồng hành trong cuộc đời. Tôi may mắn khi có được sự thông cảm của gia đình anh Nguyên và về chuyện gia đình thì nói thật. Anh Nguyên giỏi hơn tôi nhiều nên anh luôn biết sắp xếp và quyết định mọi kế hoạch đối với gia đình hai bên. Tôi thích nhất là được ăn bánh trưng của mẹ mẹ của tôi gói bánh trưng rất khéo và ngon lắm tuy sống ở mỹ nhưng mẹ vẫn giữ phong tục gói bánh trưng vào những ngày tết âm lịch vì mẹ nói đó là điều giúp cho gia đình vẫn nhớ đến quê hương và tôi rất thích cái cảm giác được loanh quanh giúp mẹ gói bánh vào nửa đêm là người việt sống tại mỹ hai nơi này đã mang lại điều gì cho chị ngày hôm nay mỗi nơi đều có nền văn hóa và cuộc sống khác nhau Tôi may mắn khi được trưởng thành tại Mỹ, được học hỏi và thụ hưởng những kiến thức tại nơi này. Điều đó giúp cho tôi trở thành một người phụ nữ bản lĩnh và hiểu biết. Nhưng bên cạnh đó, tôi cảm thấy tự hào vì mình là người Việt Nam khi mà cuộc sống tại quê hương đã dạy cho tôi cách sống tình cảm, trân trọng cuộc sống gia đình, biết gắn bó, đùm bọc lẫn nhau. Với gia đình tôi cũng vậy, từ nhỏ thì chị em của tôi đã được ba mẹ dạy dỗ rất nhiều về truyền thống của người Việt và giá trị của gia đình nên. Dù bây giờ đã ở riêng nhưng tôi đều cố gắng sắp xếp công việc để cuối tuần có thể về nhà sum họp với ba mẹ và các em. Chính sự giáo dục kết hợp của cả hai nơi đã giúp Thủy Tiên có được ngày hôm nay. Ca sĩ Đan Nguyên có cuộc sống vạn người mơ ở trời Tây. Ngoài chạy sâu... Anh còn dành thời gian tập thể hình và đi chơi cùng bạn bè. Đan Nguyên là ca sĩ được khán giả hải ngoại yêu mến không hề thua kém Quang Lê, Như Quỳnh, Phi Nhung. Anh sinh năm 1984 tại Huế, đến định cư ở Mỹ năm 1998. Năm 2006, Đan Nguyên bắt đầu tham dự các cuộc thi tuyển lựa ca sĩ tại hải ngoại và đã chiếm được tới 4 giải nhất một giải nhì trong tổng cộng 6 cuộc thi từ bắc cali tới nam cali những ca khúc của đan nguyên phải kể đến như đêm buồn tỉnh lẻ chuyện hoa sim thành phố mưa bay nam ca sĩ thường xuyên góp mặt trong các chương trình ca nhạc của người việt ở hải ngoại cũng như lưu diễn ở anh canada và úc trước đó trọng nghĩa chàng trai từng được mister đàm và quang lê tranh giành cũng được nhiều người ví là đan nguyên đường phố qua đây có thể thấy sự nổi tiếng của Đan Nguyên không chỉ ở hải ngoại mà còn được nhiều khán giả trong nước mến mộ. Dù đã ở độ tuổi U40 nhưng Đan Nguyên vẫn giữ được cơ thể săn chắc, tráng kiện. Bí quyết của Đan Nguyên là thường xuyên tập thể hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.